Quá tự hào, trí tuệ người Việt đưa Việt Nam ghi danh trên bản đồ công nghệ chip thế giới. Xin chào các bạn khán giả yêu quý của Tri Thức Việt. Các bạn thân mến, Việt Nam đang đứng trước cơ hội vô cùng to lớn trong lĩnh vực sản xuất chip, một ngành sản xuất vô cùng quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với rất nhiều yếu tố thuận lợi. Lực lượng làm công nghệ thông tin của Việt Nam lúc này đang ở mức tương đương nhiều quốc gia phát triển, dần khẳng định chủ quyền công nghệ Make in Việt Nam. Chip vi mạch đầu tiên do kỹ sư Việt thiết kế đã có khách hàng tại nước ngoài. Sự thật, Việt Nam đã có tên ở trên bản đồ số thế giới. Giấc mơ thương mại hóa linh kiện bán dẫn bởi trí tuệ Việt đã không còn xa vời. Nếu như trước đây, Việt Nam đã từng có nhà máy bán dẫn vào năm 1979 gắn liền với nhà máy Z181, một đơn vị cung ứng nhiều thiết bị bán dẫn cho thị trường Đông Âu, thì nay đã có một công ty thiết kế và sản xuất chip vi mạch thuộc một tập đoàn hàng đầu Việt Nam ra đời. Điều đó càng chứng minh rõ hơn cho tham vọng của Việt Nam trong cuộc đua chip bán dẫn toàn cầu. Cùng với Tri Thức Việt tìm hiểu rõ hơn về công ty này và giấc mơ đưa tên Việt Nam lên bản đồ chip thế giới ra sao nhé các bạn! Các bạn thân mến, thế giới đang khủng hoảng chip bán dẫn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh. Trong khi Mỹ coi việc sản xuất chip là an ninh quốc gia, thì Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc hay bất cứ quốc gia nào cũng đều muốn tham gia, đặt chân vào chuỗi sản xuất chip toàn cầu. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, điều này càng cấp thiết hơn trong cuộc đua chuyển đổi số. Mới đây, việc thành lập FPT Semiconductor, công ty thiết kế và sản xuất chip vi mạch thuộc FPT Software, công ty thành viên tập đoàn FPT, càng minh chứng rõ hơn cho tham vọng của Việt Nam trong cuộc đua đầy tính cạnh tranh này. Đáng chú ý, FPT Semiconductor đã chính thức cho ra mắt dòng chip vi mạch đầu tiên ứng dụng trong sản phẩm Internet vạn vật IoT trong lĩnh vực y tế với tiêu chí Chip Make in Việt Nam, Made by FPT. Có thể nói, việc ra mắt chip vi mạch đầu tiên có ý nghĩa đột phá trong bước tiến mới trên hành trình khẳng định trí tuệ Việt, cũng như đóng góp không nhỏ vào chương trình Sản phẩm Công nghệ số Make in Việt Nam do Bộ Thông tin Truyền thông phát động. Chúng tôi tự hào là tổ chức đầu tiên vừa thiết kế toàn diện chip, vừa thương mại hóa chúng. Toàn bộ đội ngũ thiết kế sáng tạo dòng chip này đều là kỹ sư người Việt Nam. Ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc điều hành FPT Semiconductor bày tỏ niềm tự hào của mình. Nhìn từ góc độ ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, đây sẽ là tín hiệu mừng cho những thành công ban đầu. Những năm gần đây, ngành công nghiệp điện tử vi mạch nước ta phát triển mạnh, chiếm 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Việt Nam hiện đứng thứ 9 trên thế giới ở lĩnh vực xuất khẩu hàng điện tử. Trong 8 tháng đầu năm 2022, điện thoại và linh kiện điện tử có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 39,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021. Dự báo đến năm 2024, ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam sẽ vượt giá trị 6,16 tỷ đô la Mỹ. Được biết, dòng chip vi mạch đầu tiên ứng dụng trong sản phẩm Internet vạn vật IoT trong lĩnh vực y tế do đội ngũ kỹ sư người Việt thiết kế và đặt cấu trúc ở Việt Nam, sau đó được chuyển tới nhà máy đặt tại Hàn Quốc để sản xuất và đóng gói. Trước câu hỏi về việc có bao nhiêu phần trăm thị phần công nghệ Mỹ trong chip vi mạch này, Giám đốc điều hành FPT Semiconductor cho hay tạm thời chưa công bố thông tin trong thời điểm này. Được biết, dự kiến trong 2 năm tới, FPT sẽ cung ứng 25 triệu chip ra thị trường toàn cầu. Tiếp theo dòng chip IoT y tế, FPT sẽ tung thêm 7 dòng chip trong các lĩnh vực khác trong năm 2023. Theo các dự báo và đánh giá của các tổ chức lớn như Gartner, thì tiềm năng của sản phẩm chip bán dẫn tới hơn 600 tỷ đô la Mỹ, chắc chắn khả năng xuất khẩu của nó hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã và đang thương mại hóa chip bán dẫn của chúng tôi ở nhiều quốc gia như Úc, Trung Quốc, tương lai gần là Nhật, Đài Loan. Nhưng thị trường trong nước cũng là nơi chúng tôi muốn đem tâm huyết của mình để phục vụ cho nhiều doanh nghiệp Việt. Ông Nguyễn Vinh Quang nói thêm. Như vậy, trước mắt, FPT tập trung thương mại chip tại thị trường nước ngoài, sau đó mới đến thị trường Việt Nam. Bởi vậy, những nhà sản xuất kinh doanh chip trên thế giới ghi nhận FPT là nhà sản xuất chip là điều quan trọng. Và thực tế, thế giới đã công nhận khi FPT Semiconductor đã có khách hàng tại nước ngoài. Còn nhớ tháng 10 năm 2019, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel cho biết, đơn vị này đang hợp tác với nhiều đối tác của Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ về chipset và phần cứng, phần mềm cho 5G. Lịch sử Việt Nam chưa bao giờ làm được con chip từ đầu đến cuối. Khi nói đến việc Việt Nam sẽ sản xuất chipset thì nhiều người không tin, nhưng chỉ sau 3 năm, Viettel đã làm được chip. Còn với FPT, tập đoàn này đã đưa ra chiến lược sản xuất chip với thời gian 10 năm và đang đi từng bước khá thận trọng.
Có lẽ thời gian sẽ là câu trả lời cho những ai chưa thực sự tin tưởng vào chủ quyền công nghệ Make in Việt Nam. Việt Nam hiện đang xếp thứ 9 thế giới ở lĩnh vực xuất khẩu hàng điện tử. Với thế mạnh này, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất chip của thế giới. Nhất là trong bối cảnh, nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Intel hay Samsung đã có kế hoạch đẩy mạnh sản xuất linh kiện bán dẫn ở Việt Nam. Ngoài Intel, các ông lớn khác như Samsung, LG hay Apple đều đặt nhà máy và trung tâm nghiên cứu phát triển R&D ở Việt Nam. Samsung thậm chí đã có kế hoạch sản xuất linh kiện bán dẫn từ tháng 7 năm sau, với số vốn đầu tư thêm là 920 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn Amkor Hàn Quốc dự kiến đầu tư 1,6 tỷ đô la Mỹ. Một công ty Hàn Quốc khác là Hana Micron cũng có kế hoạch đầu tư 500 triệu đô la Mỹ tại Việt Nam. Ngoài ra, một số công ty khác như Resnesas, Aplius Micro, The Blendy, Sonion cũng tham gia cuộc chơi với quy mô dự án khá nhỏ. Theo một báo cáo của Technavio, thị trường chất bán dẫn tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng thêm 1,65 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2021-2025 với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép vào khoảng 6,52% mỗi năm. Ông Dominic Brown, giám đốc thông tin và phân tích thị trường khu vực châu Á Thái Bình Dương của Goldman and Wakefield đánh giá: việc nhiều công ty quyết định đã mở rộng sản xuất tại Việt Nam cho thấy Việt Nam đang là cứ điểm sản xuất của lĩnh vực điện tử trên thế giới. Ông Brown khuyến nghị: hãy tạo ra một nhóm cốt lõi gồm các công ty đa quốc gia nổi tiếng trong ngành điện tử, tận dụng thế mạnh đó để tiếp tục thu hút thêm những khoản đầu tư mới vào lĩnh vực này. Trong bối cảnh Hoa Kỳ vừa ban hành đạo luật chip trị giá 52 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ nền công nghiệp sản xuất chip của nước này, các ý kiến cho rằng những nước như Việt Nam sẽ có cơ hội để tham gia và phát triển. Ông Jimmy Goodrich, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn của Mỹ, SIA, khẳng định chỉ một mình nước Mỹ thì sẽ không thể tự khôi phục ngành công nghiệp sản xuất chip. Thuật ngữ friendshoring ra đời với ý nghĩa chuyển các hoạt động trong chuỗi cung ứng hàng hóa về các nước thân thiện đã cho thấy tầm quan trọng của nó. Ông Goodrich nói: chúng tôi cần làm việc với một số đối tác quan trọng như Việt Nam để tăng thị phần của sản xuất chip, lắp ráp và đóng gói ở bên ngoài các vùng địa chính trị không ổn định. Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để đón nhận khoản đầu tư nhiều hơn nữa. Theo nhà phân tích Gu Wenjun của Simao Research, lợi thế của Việt Nam nằm ở thị trường lao động rộng lớn và giá đất rẻ. Bên cạnh đó, Việt Nam còn hấp dẫn bởi môi trường chính trị, xã hội ổn định, chính sách thương mại và đầu tư ngày càng tự do. Dù vậy, một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành bán dẫn Việt Nam là thiếu lao động tay nghề cao. Sau đại dịch COVID-19, các nước Đông Nam Á đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng thiết bị bán dẫn toàn cầu, trong đó Việt Nam, Singapore, Malaysia, Philippines và Thái Lan là các nước thuộc ASEAN được xem là dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và thiết kế vi mạch. Trong nhóm này, mỗi nước lại có thế mạnh riêng. Ví dụ, Malaysia và Singapore là những nước dẫn đầu khu vực về sản xuất tấm wafer và thiết bị. Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia mạnh về sản xuất phụ trợ, trong khi Singapore và Thái Lan có ưu thế về phần mềm kỹ thuật. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang rộng đường đến với cuộc đua sản xuất chip toàn cầu. Trước mắt, Việt Nam cần đàm phán với các nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc để đạt được thỏa thuận hỗ trợ chuyển giao công nghệ, qua đó tiến tới tự chủ hoàn toàn công đoạn quan trọng trong quy trình sản xuất bán dẫn. Có thể thấy, để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có nền công nghiệp bán dẫn vẫn còn nhiều chông gai. Song với những gì Việt Nam đã và đang làm, chắc chắn giấc mơ con đường bán dẫn Việt Nam sẽ trở thành hiện thực. Và nếu Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất chip lớn cho khu vực, thì các ngành công nghiệp khác sẽ có nguồn chip sản xuất nội địa, qua đó giúp giảm chi phí logistics và còn là cơ hội để Việt Nam tự phát triển các công nghệ tiên tiến, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển. Còn các bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình nhé! Đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Tri Thức Việt.